Bị tốt. Rồi Feliciano đang có cho mình một cái tư thế vào bộ rất nghệ sĩ với một cú đánh chéo tay khi mà vắt tay ra đằng sau lưng. Tuy nhiên vẫn có được một cái lực trô rất tốt để có thể về được con bi số 6. Vừa rồi thì con bi 8 nó hơi lắc cửa lỗ một chút, nhưng cuối cùng thì cũng đã chịu ngoan ngoãn nằm xuống lỗ. Và Feliciano cũng đã có cho mình một cú đẩy nhẹ, tuy nhiên là đã tạo ra một tình huống nổ bi giữa bi cái và bi 2. Và cái việc cân con bi số 5 này nó có tạo ra một cái sự va chạm nào với con bi số 8 hay không? Vâng, tiếp tục là một cú cân giữa hộp, lấy được cho mình cái đường riêng để ăn con bi số 7. Liệu là cú đẩy hai băng hay là sẽ là một cú rút một băng qua khe 89? Vâng, thậm chí là Feliciano còn đi cái đường cúp 3 băng cho mình. Một cú đánh thoát tay, lực rất tốt. Nhàng con bi cái lại và kết liễu con 9 vào độ góc bên phía tay trái màn ảnh chúng ta. Tỷ số rất nhanh. Rồi, có lẽ là con bi số 1 đã hết đường riêng bên lỗ góc tay trái vết xa màn ảnh. Và Kubochang đang nghĩ tới phương án ghép 1-8. Vâng, vừa rồi là... Vâng, những cú. Có lẽ tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 1-2 cho cầu thủ người Đài Bắc Trung Hoa. Direct thi đấu tốt của cầu thủ người Philippines thì Kubochang đã có cơ hội quay trở lại bàn. Và anh ấy cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy cầu thủ người Đài Bắc Trung Hoa không phải là một đối thủ đơn giản. Thưa quý vị các bạn, lượt trận của Anthony Raga sẽ được bắt đầu vào khung giờ 18 giờ tối nay. Xin lỗi các bạn, 20 giờ tối nay. Vâng, và cùng để cầu thủ đã... Philippines có thể thuận lợi nâng tỷ số lên 3-1. Vâng, một cú chém bi số 7 má vách rất tốt. Cái điều đáng nói ở đây là Feliciano đã kiểm soát được lực rất vừa phải để có thể ra đẹp con viên bi số 8. Tỷ số sẽ được nâng lên là 3-1 cho cầu thủ người Philippines. Và có ý đồ giấu con bi cái sau lưng đằng sau con bi 3. Một tình huống tấn công rất hay. Vâng, nếu như chúng ta theo dõi từ lâu thì có lẽ cũng không lạ lẫm với cầu thủ Kubochang nữa, một cầu thủ gạo cội người Đài Bắc Trung Hoa. Vâng, vậy là một cú rút qua khe 59 rất mượt mà chút, nhưng vẫn có đủ má để có thể đẩy dựng một băng lên. Có lẽ những tình huống khó nhất trên bàn thì Kubochang đều đã giải quyết thành công. Và khả năng rất cao rằng đây sẽ là điểm số thứ tư dành cho tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa. Rồi, một cái má đẹp để có thể thuận lợi ăn con bi số 7 vào lỗ góc, vào lỗ giữa bên tay phải mà này. Và đường con bi cái ra 9 cũng là đẹp. Rất nhẹ nhàng và mềm mại.
Vâng, tỷ số đã là 4-3 dành cho Kubochek. Chúng ta hoàn toàn có thể thấy được thì không chắc con bi số 1 có còn đường riêng vào lỗ góc bên tay phải phía sau màn ảnh chúng ta hay không. Vâng, như vậy là vẫn còn nguyên. Tình huống trên bàn có lẽ đã hết. Vâng, nhưng lực của Feliciano đến thời điểm hiện tại vẫn đang là rất tốt. Một lối đánh rất tốc độ thưa các bạn. Đó là cái điều chúng ta rất hay thấy ở những cơ thủ Philippines. Những cơ thủ Philippines thường có cái cổ tay sau rất dẻo thưa các bạn. Đó, ở góc cam này chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn. Đúng vậy thưa các bạn. Khi mà từ ngay cái lượt cơ cho con bi số 1 này, Kubochek đã phải ra để ngắm nghía một cụm. Một tình huống ghép tốt. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi tôi không kịp. Sẽ là một cú đẩy dựng một băng lên thôi. Vâng, không còn gì khó khăn dành cho tay cơ người Philippines nữa rồi. Tôi nghĩ rằng tỷ số sẽ rất nhanh chóng được nâng lên 6-5 cho Feliciano. Thưa các bạn, là Federgot chưa bị loại. Federgot sẽ đấu trận tứ kết của mình vào khung giờ 20 giờ tối nay với đối thủ là Fu Cheway. Chúng ta cùng chờ xem có cơ hội để đề ba trở lại Feliciano liệu có làm tốt hay không đây. Rồi, tôi đã thấy bi 1 rơi. Và suýt chút nữa Feliciano đã có luôn được cho mình một cú golden break. Con bi mục tiêu số 9 nó vừa chạy qua rất gần cửa lỗ 10 bên phía tay phải màn ảnh chúng ta rồi. Vâng, không biết là con bi số 3 có còn đường riêng vào lỗ góc. Vâng, tôi chưa kịp nói xong các bạn ạ. Tôi chưa kịp nói xong. Cho nên chúng ta không thể nào nói rằng Feliciano có được chiến thắng trong rách thi đấu đó bằng sự may mắn thưa các bạn. Một con bi đường xa mà vách như con năm vừa rồi cũng không quá đơn giản. Con bi số 5 nó đã đập vào cái mòm phải ở lỗ góc tay trái phía xa và nó văng ra. Cơ hội với cái quyền đặt bi trong tay, Kubochek vẫn chưa thể có được cho mình cái điểm số tiếp theo. Có lẽ là như vậy khi mà những tình huống bi trên bàn đang rất là đơn giản rồi. Ép cái một băng rất mượt mà tới từ Feliciano. Bi số 8 này thì má cũng rất đẹp. Tỷ số đã là 8-6 dành cho Michael Feliciano. Điểm số thứ 8 cho tay cơ người Philippines. Nếu như để cho Kubochek có được điểm số thứ 7 thì tôi nghĩ rằng Feliciano cũng sẽ có một chút rung rinh nhất định. Khi đó thì quyền phá sẽ nằm trong tay của Kubochek. Vâng, thưa các bạn. Một pha sút tê mẫu mực tới từ tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa. Cho mình một cái quyết định rất dứt khoát và anh đã thực hiện thành công.
Và vị trí để tới con bi số 3 cũng là tương đối đẹp rồi. Tất cả các con bi trên bàn đều còn đường riêng. Cái quá tiếc thưa các bạn, với những gì mà Kubo Chiang đã thể hiện thì điểm số ở rách thi đấu này là một điều vô cùng xứng đáng dành cho tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa. Rồi và đến đây thì có lẽ rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay của Michael Feliciano rồi. Vâng, xin chúc mừng cho Feliciano. Dù sao thì Feliciano đã có những màn thể hiện vô cùng xuất sắc. Và trận đấu vừa rồi cả hai cơ thủ đều cống hiến cho chúng ta những đường cơ thực sự là mãn nhãn và những cảm xúc thực sự là khó tả. Xin cảm ơn cả hai cơ thủ chúng ta. Và thưa các bạn, vào khung giờ 20 giờ tối nay, cũng trên sóng livestream của web thể thao Việt Nam Billiard Promotion và Paris Bull Arena, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn lượt trận tứ kết thứ hai cũng được đánh giá là vô cùng hấp dẫn. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.